Tin mừng theo Thánh Marco. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Người nói: "Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Người đang đi dọc theo biển hồ Galilê thì thấy ông Simon với người anh là ông Andre đang quăng lưới xuống biển vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức, hai ông bỏ trà lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút, người thấy ông Giacôbê, con ông Giê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông, và các ông bỏ cha mình là ông Giê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo người. Các anh hãy theo tôi. Tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Chúa kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên đi theo người, và các ông đã bỏ lại sau lưng tất cả mà bước theo Chúa. Được Chúa mời gọi và chọn lựa là một vinh dự cao quý. Vinh dự đó đi đôi với trách nhiệm làm chứng cho Chúa và gắn liền với phần thưởng là hạnh phúc nước trời. Mỗi Kitô hữu chúng ta đều là những người được Chúa mời gọi và tuyển chọn để bước theo Chúa trong bậc sống riêng của mình. Dù theo Chúa trong ơn gọi tu trì hay sống đời đôi bạn, chúng ta đều là môn đệ của Chúa Kitô và có trách nhiệm giới thiệu Chúa Kitô cho mọi người. Xin cho chúng ta ý thức phẩm giá cao quý của mình và nhiệt thành thi hành sứ mạng Chúa trao phó. Đi, ta đi xây đời bác ai, đem tin yêu về muôn lối, sẽ chia với những mảnh đời. Nào cùng đi, ta đi xây đời sông mới, vinh quang đang chờ ta tới, tuổi trẻ đang mình niềm tin sáng ngời. Mình cùng xanh vai lên đường, nặng hành trang mang niềm tin gieo khắp nơi, vượt mọi gian nan thử thách của cuộc đời. Ta mang niềm khát khao đi làm chứng nhân một chân lý sống. Tuổi trẻ ta mình nhiệt huyết mãi dâng trào, phục vụ cho đi đời ta có tiếc chi. Nguyện lòng ra đi làm muối men cho đời. Vang cho mỗi trái tim tuổi trẻ chúng ta nguyện theo chân Chúa. Đi, ta đi xây đời bác ai, đem tin yêu về muôn lối, sẽ chia với những mảnh đời. Nào cùng đi, ta đi xây đời sống mới.